Hello anh em, hôm nay em lên chiếc đồng hồ, không biết nó là đồng hồ Trung Quốc hay là đồng hồ Nhật gì nữa. Thì đồng hồ này là đồng hồ cơ nha anh em. Tròn 9 giờ thì nó sẽ kêu 9 tiếng, tới 9 rưỡi nó sẽ kêu 1 tiếng. Đồng hồ cơ. Chuông kêu rất là hay nha. Thì tròn 9 giờ nó sẽ kêu 9 tiếng, 9 rưỡi nó sẽ kêu 1 tiếng. Như chiếc trên màn hình á. Thì em đang bán là 1 triệu 2 cho một chiếc. Em lộn rồi. 9 giờ không phải kêu 9 tiếng, nó kêu có 3 tiếng à. Em là dân nghiệp dư. Chơi theo phong trào thôi, không có hiểu rõ nhiều lắm nên là thôi không có chém gió nữa. Thì nó là như trên hình nha anh em, 1,2 triệu cho một chiếc. Đây em còn em có hai chiếc à. Bác nào thích chiếc nào lại em gỡ xuống đưa cho các bác luôn.